Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh làm việc tại huyện Vân Hồ. Hội nghị Ban chấp hành huyện đoàn lần thứ 9. Đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm huyện, kiểm tra bếp ăn tập thể tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tô Múa. Xã Vân Hồ công bố quyết định của Hội đồng Nhân dân tỉnh về việc sáp nhập hai bản Pa Chè 1 và Pa Chè 2, cùng một số thông tin khác đáng chú ý. Cuối chương trình là gương, nữ bí thư chi bộ nhiệt tình gương mẫu. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 3 tháng 4, đoàn giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh do đồng chí Nhâm Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã có cuộc làm việc với huyện Vân Hồ về tình hình và kết quả thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo trên địa bàn huyện. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Lương Thị Hiền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tính đến trung tuần tháng 10 năm 2018, huyện Vân Hồ đã sáp nhập 46 đơn vị trường học thành 31 đơn vị. Tổng số công chức viên chức hợp đồng theo Nghị định số 68 là 1.182 người. Sau sáp nhập, các đơn vị đã nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động. Việc giải quyết chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức, người lao động được thực hiện đúng quy định và đảm bảo quyền lợi cho người lao động. Tại cuộc làm việc, huyện Vân Hồ đã kiến nghị đề xuất với đoàn công tác của tỉnh xem xét có phương án điều chỉnh đối với các công trình xây dựng của các đơn vị trường học phù hợp với việc quy hoạch lại mạng lưới trường lớp sau khi sắp xếp tổ chức lại. Đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo có hướng dẫn cụ thể trong việc thực hiện chế độ, chính sách, tổ chức hoạt động về công tác bán trú đối với các trường liên cấp sau khi sáp nhập trường trung học cơ sở, phổ thông dân tộc bán trú với trường tiểu học không phải là trường bán trú. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nhâm Thị Phương đánh giá cao những kết quả mà huyện Vân Hồ đạt được trong thực hiện đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo. Đồng thời đề nghị huyện Vân Hồ cần tiếp tục quan tâm thực hiện tốt chế độ chính sách cho cán bộ, viên chức, người lao động, quản lý đất đai, tài sản, kịp thời giải quyết những vướng mắc phát sinh, hướng dẫn các đơn vị xây dựng đề án vị trí việc làm chi tiết, xem xét điều chỉnh đầu tư công trung hạn, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị cho các nhà trường, đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong lĩnh vực giáo dục. Đối với các kiến nghị của huyện, đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng tiếp thu và chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét trả lời trong thời gian sớm nhất. Ngày 4 tháng 4, Ban chấp hành huyện đoàn Vân Hồ tổ chức hội nghị lần thứ 9 nhằm đánh giá kết quả công tác đoàn và phong trào thanh thiếu niên tháng 3 và quý 1 năm 2019. Triển khai nhiệm vụ công tác tháng 4 và quý 2, đồng chí Triệu Đức Minh, Bí thư huyện đoàn, chủ trì hội nghị. Trong tháng 3 và quý 1 năm 2019, huyện đoàn Vân Hồ đã chỉ đạo cấp bộ đoàn trong toàn huyện tập trung tuyên truyền kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 60 năm ngày Bác Hồ và đoàn công tác của Trung ương về thăm, nói chuyện với đồng bào các dân tộc Tây Bắc tại Sơn La, luật giao thông đường bộ, luật phòng chống mua bán người, thu hút hơn 1.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia, phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện tổ chức thành công ngày hội tòng quân tiễn 83 thanh niên ưu tú của huyện đã lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an nhân dân năm 2019. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của tuổi trẻ trong các hoạt động xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế xã hội, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu. Tham gia trồng trên 2.000 cây phân tán, làm sạch các tuyến đường tại 145 khu dân cư, góp công làm đường giao thông nông thôn với chiều dài 200 mét. Cũng trong quý 1 đã kết nạp được hơn 200 đội viên, 120 đoàn viên, giới thiệu 25 đoàn viên ưu tú cho đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp đảng. Huy động trên 600 đoàn viên thanh niên tham gia chương trình gia quân tháng thanh niên 2019 với nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về cơ sở. Trong tháng 4 và quý 2 năm 2019, Ban chấp hành huyện đoàn đề nghị các cấp bộ đoàn trong toàn huyện bám sát nhiệm vụ trọng tâm đã đề ra. Trước mắt tập trung phối hợp với Hội Thanh niên Việt Nam huyện tổ chức đại hội Hội Liên hiệp Thanh niên cấp xã, trong đó lựa chọn xã Tô Múa làm đại hội điểm. Duy trì có hiệu quả hoạt động chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi và công tác an sinh xã hội. Ngày 3 tháng 4, đoàn kiểm tra công tác đảm bảo an toàn thực phẩm huyện do đồng chí Lường Duy Phú, Phó Chánh Văn phòng Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân huyện,
Phó trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo an toàn thực phẩm huyện làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra bếp ăn tập thể tại các đơn vị trường học trên địa bàn xã Tô Múa. Theo đó, đoàn đã tiến hành kiểm tra tại các trường mầm non, trường tiểu học và trung học cơ sở Tô Múa, trường trung học phổ thông Mộc Hạ về công tác quản lý, chỉ đạo, triển khai các biện pháp cũng như việc chấp hành các quy định của nhà nước nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, hợp đồng mua và sử dụng các loại nguyên liệu thực phẩm, trang thiết bị, dụng cụ, quy trình chế biến, bảo quản thực phẩm, nguồn nước sử dụng và việc lưu mẫu thực phẩm theo quy định. Qua kiểm tra cho thấy, hầu hết các đơn vị trường đã lựa chọn các cơ sở cung cấp thực phẩm có cấp giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm của cơ quan có thẩm quyền và ký hợp đồng mua bán theo quy định. Tuy nhiên, việc lưu mẫu thực phẩm vẫn còn mang tính hình thức, chưa đúng quy chuẩn. Một số nhân viên phục vụ không đeo khẩu trang găng tay khi nấu ăn, chế biến thực phẩm. Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở để các đơn vị trường rút kinh nghiệm và thực hiện đúng theo quy định. Việc kiểm tra bếp ăn tập thể tại các đơn vị trường học nhằm phát hiện kịp thời, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm an toàn thực phẩm tại các trường học, đồng thời nắm bắt những ưu điểm, hạn chế, khó khăn, bất cập trong việc tổ chức nấu ăn cho học sinh bán trú, từ đó đề ra các biện pháp khắc phục, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cũng như đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cho học sinh. Ngày 4 tháng 4, xã Vân Hồ đã tổ chức hội nghị công bố sáp nhập hai bản Pa Chè 1 và Pa Chè 2 để thành lập bản Pa Chè theo nghị quyết số 115 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Sơn La. Theo đó, trong đợt 1, cùng với 4 xã là Mường Men, Triềng Yên, Lóng Luông và Triềng Khoa của huyện Vân Hồ có bản sáp nhập, xã Vân Hồ có bản Pa Chè 1 và Pa Chè 2 sáp nhập và thành lập bản Pa Chè với tổng số 167 hộ, 819 nhân khẩu, chủ yếu là dân tộc Mông và Kinh sinh sống. Cũng tại hội nghị, Ủy ban nhân dân xã đã thông qua các quyết định kiện toàn, chỉ định cán bộ, đảng viên giữ các chức danh trong chi bộ, ban quản lý bản, các tổ chức đoàn thể và những người hoạt động không chuyên trách của bản mới thành lập phù hợp với điều kiện thực tế. Việc sáp nhập, thành lập bản sẽ góp phần giảm số người hoạt động không chuyên trách ở bản, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của cấp ủy chính quyền cấp xã, đồng thời tạo sự gắn bó, củng cố sức mạnh, từng bước đáp ứng yêu cầu xây dựng cơ sở hạ tầng, phát huy vai trò tự quản, tự chủ và hiệu quả huy động nguồn lực từ khu dân cư. Ngoài hai bản Pa Chè 1 và Pa Chè 2, xã Vân Hồ còn hai bản sẽ sáp nhập, đó là Hang Trùng 1 và Tiểu khu 56. Ngày 5 tháng 4, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La phối hợp với huyện Vân Hồ tổ chức khám tư vấn và cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân bản Pa Chè và Tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ. Nhằm chung tay cùng cộng đồng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, vùng sâu, vùng xa, góp phần chia sẻ những khó khăn và tạo điều kiện để người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế, kịp thời phát hiện, chẩn đoán bệnh. 12 thạc sĩ, bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La đã trực tiếp thăm khám, tư vấn, hướng dẫn cho người bệnh chuyển tuyến, sử dụng bảo hiểm y tế để đến các cơ sở y tế phù hợp để có thể khám và điều trị một cách tốt nhất, đồng thời cấp phát thuốc miễn phí cho bà con với tổng số tiền thuốc trên 80 triệu đồng. Thực hiện cái chương trình của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, thì chúng tôi có tổ chức cái đoàn khám chữa bệnh nhân đạo và tặng quà cho bà con nhân dân xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Qua cái việc này, chúng tôi cũng rất mong muốn là gì? Một là giúp cho bà con cái công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, tạo điều kiện cho các bà con để khắc phục những khó khăn trước mắt, xây dựng đời sống và phát triển kinh tế, cũng như bảo vệ cái sức khỏe. Ngay từ rất sớm, người dân thuộc hai bản Pa Chè và Tiểu khu Sao Đỏ 2 đã có mặt tại trạm y tế xã Vân Hồ để được các y bác sĩ khám bệnh. Theo đó, trong đợt tình nguyện này, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La thực hiện việc khám các bệnh liên quan đến tim mạch, tai mũi họng, mắt, điện tim và siêu âm. Bên cạnh đó, các bác sĩ của bệnh viện cũng đã tư vấn hướng dẫn người dân chủ động phòng chống các bệnh thường gặp như hô hấp, tim mạch, bệnh xương khớp, đồng thời tuyên truyền về công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh, chăm sóc sức khỏe cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi rất phấn khởi và bà con đi cũng đông đủ để mà được khám chữa bệnh rồi là phát thuốc. Thì qua quá trình khám chữa bệnh thì đoàn rất tận tình giúp đỡ bà con, hướng dẫn đến nơi đến chốn cũng như là thăm khám và hướng dẫn cho bà con cách điều trị bệnh rồi là uống thuốc. Chúng tôi cảm ơn đoàn.
Nhân dịp này, đoàn cũng đã tặng 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và tặng 2 máy tính xách tay trị giá gần 20 triệu đồng cho bản Pa Chè và tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ. Đây là một trong những hoạt động thường niên của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La được tổ chức tại các huyện trong toàn tỉnh, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc và phát huy tinh thần trách nhiệm cùng chung tay vì sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe cộng đồng. Nằm trong khuôn khổ tặng quà, khám chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân bản Pa Chè, tiểu khu Sao Đỏ 2, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, ngày 4 tháng 4, đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao giữa huyện Vân Hồ và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La. Với sự tham gia của gần 20 nam nữ vận động viên, đội bóng chuyền hơi nam nữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, huyện Vân Hồ đã cống hiến cho khán giả nhiều trận đấu hay, đầy kịch tính cùng những đường chuyền đẹp mắt. Trận giao hữu bóng chuyền hơi được tổ chức không chỉ góp phần tăng cường tình đoàn kết, hợp tác giữa hai đơn vị, mà còn thúc đẩy phong trào thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe tại các đơn vị hành chính sự nghiệp nhà nước, từ đó nâng cao hơn nữa đời sống vật chất tinh thần của mỗi cán bộ công chức viên chức, người lao động tại các cơ quan đơn vị. Ngày 3 tháng 4, các đơn vị trường học cụm số 3 gồm trường tiểu học và trung học cơ sở Tô Múa, Suối Bàng, Triềng Khoa và Mường Men đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn học kỳ 2 khối trung học cơ sở năm học 2018-2019 tại trường tiểu học và trung học cơ sở Tô Múa. Tới dự có ông Nguyễn Văn Hoàn, Phó trưởng phòng giáo dục huyện. Theo đó, buổi sinh hoạt chuyên môn gồm hai nội dung là tổ chức dạy học theo phương pháp mới, dạy học gắn với sản xuất kinh doanh ở các bộ môn lịch sử, địa lý, vật lý, ngoại ngữ, giáo dục công dân, tổ chức rút kinh nghiệm theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo, đồng thời trao đổi các vấn đề liên quan đến công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém. Cũng tại buổi sinh hoạt chuyên môn cụm, các đơn vị nhà trường đã lựa chọn một số sáng kiến kinh nghiệm hay của giáo viên, tổ chuyên môn để trao đổi, cùng học tập kinh nghiệm, từ đó triển khai thực hiện trong công tác dạy và học. Thông qua sinh hoạt chuyên môn cụm, đã tạo điều kiện cho giáo viên bậc trung học cơ sở cụm 3 được trao đổi, học hỏi, chia sẻ phương pháp dạy học nhằm phát huy tính tự học của học sinh. Qua đó, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và rõ nét về chất lượng, hiệu quả công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ giáo viên các nhà trường, đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục phổ thông. Thưa quý vị và các bạn, gần 15 năm gắn bó với công tác hội phụ nữ và hơn 2 năm trên cương vị bí thư chi bộ, bà Hà Thị Chiên, bản Nà Pa, xã Mường Men, luôn nỗ lực hết mình trong công việc, gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua và là tấm gương tiêu biểu trong cuộc vận động để mẹ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở địa phương. Gần gũi, thân thiện, đó là ấn tượng đầu tiên khi chúng tôi gặp gỡ, tiếp xúc với bà Hà Thị Chiên, bí thư chi bộ bản Nà Pa, xã Mường Men. Chia sẻ với chúng tôi, bà Chiên cho biết, năm 1992, bà bắt đầu tham gia công tác phụ nữ ở cơ sở. Đến năm 2001, bà được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Mường Men và vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Bỡ ngỡ với những công việc trong thời gian đầu nhận nhiệm vụ, nhưng nhờ sự nhiệt tình, chịu khó, sự động viên cũng như ủng hộ từ phía chị em hội viên đã giúp bà vượt qua mọi khó khăn, dần dần bắt nhịp với công việc và từng bước đưa phong trào phụ nữ xã Mường Men vươn lên, được hội cấp trên ghi nhận. Năm 2006, sau khi hết nhiệm kỳ công tác, bà Chiên về sinh hoạt tại chi bộ bản Nà Pa. Với sự nhiệt tình, trách nhiệm của mình, bà tiếp tục được đảng viên trong chi bộ tin tưởng bầu làm bí thư chi bộ. Vẫn giữ cho mình phong cách làm việc tận tụy, gần gũi với mọi người. Trong suốt 2 năm làm bí thư chi bộ, bà luôn sâu sát cơ sở, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và quy định của địa phương. Duy trì tốt công tác học tập chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho cán bộ đảng viên trong chi bộ và chế độ sinh hoạt thường kỳ. Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung sinh hoạt Đảng, sinh hoạt chi bộ. Với vai trò là bí thư chi bộ, bà cũng đặc biệt quan tâm đến công tác phát triển đảng viên. Theo đó, mỗi năm, chi bộ có từ 1 đến 2 quần chúng ưu tú được xét kết nạp Đảng và giới thiệu theo học các lớp cảm tình Đảng. Đến nay, chi bộ bản Nà Pa có tổng số 29 đảng viên. Ở bản mình đây thì đất đai cũng bạc màu, thế là nhân dân cũng là khó khăn, là không phát triển được. Thì trong ban quản lý ấy cũng là họp hàng tháng là tuyên truyền cho các chi hội trưởng ấy phổ biến cho nhân dân trồng keo, trồng xoan,
trồng cây đào và trồng xoài, trồng nhãn để phát triển kinh tế cho gia đình. Nhìn chung là về cái mặt hoạt động công tác của đồng chí Hà Đình Chiên, bí thư chi bộ thì đồng chí cũng làm được. Đây là cái thứ nhất. Cái thứ hai, trong các cuộc sinh hoạt thì đồng chí cũng thực hiện tốt và chấp hành đúng theo cái thời gian đã quy định. Thì về họp thường kỳ thì đồng chí cũng là theo cái quy định là từ ít nhất cũng phải từ 60 phút trở lên. Thì nhìn chung là cái thời gian thì đồng chí cũng đảm bảo về chất lượng. Là bản ngay trung tâm của xã Mường Mèn, Nà Pa hiện có 68 hộ với 288 nhân khẩu và hơn 400 hectare diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Nhưng bà con nơi đây chủ yếu sản xuất nông nghiệp một vụ, không có nghề phụ, dịch vụ thương mại chậm phát triển. Do đó, tỷ lệ hộ nghèo khá cao, chiếm trên 60%. Xác định phát triển kinh tế, cải thiện đời sống cho người dân là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Với vai trò là bí thư chi bộ, bà Chiên đã cùng chi ủy chính quyền tập trung tuyên truyền bà con trong bản, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Với hướng đi đúng, trúng và hiệu quả, đến nay, đời sống vật chất tinh thần của người dân Nà Pa đã và đang từng bước được cải thiện. Nhiều hộ gia đình làm kinh tế giỏi đã vươn lên thoát nghèo. Mọi việc trong chi bộ, đồng chí cũng luôn tuyên truyền đến tận nhân dân. Về nước cho nhân dân thì cũng là rất là thiếu, nhưng mà đồng chí cũng luôn quan tâm đến vận động trong anh em trong ban quản lý cũng tham gia để đi xem nước rồi là liên tục. Mà hai nữa thì về đồng chí cũng là về mặt sản xuất luôn quan tâm đến nhân dân. Không chỉ gương mẫu nhiệt tình trong công tác xã hội, bà Chiên còn là người phụ nữ trụ cột trong gia đình. Chồng mất từ khi các con còn nhỏ. Một mình bà đảm nhiệm cả hai vai trò, vừa làm cha vừa làm mẹ, tần tảo sớm hôm, nuôi dạy các con khôn lớn trưởng thành. Để các con có thời gian cho công việc, bà Chiên cũng dành nhiều thời gian chăm sóc cho hai cháu nội. Với bà, đây chính là niềm vui lúc tuổi già. Với phương châm đảng viên đi trước, làng nước theo sau và khẩu hiệu lấy dân làm gốc, dù ở bất kỳ cương vị nào, bà Chiên cũng nỗ lực hết mình để cống hiến cho cộng đồng. Gần 15 năm tham gia công tác hội phụ nữ và hơn 2 năm là bí thư chi bộ bản. Phần thưởng lớn nhất của bà có lẽ chính là tình cảm quý mến, kính trọng của mọi người. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình của Trung tâm Truyền thông Văn hóa huyện Vân Hồ. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.